Namaste, chào đón các mẹ đã quay trở lại với hành trình lấy lại vóc dáng sau sinh cùng Ngọc Anh. Và Ngọc Anh hiểu rằng sau khi sinh xong thì có một cái nỗi lòng của các mẹ, đó chính là vòng bụng của các mẹ trở nên trùng nhão và có rất là nhiều lượng mỡ thừa. Đặc biệt nữa là phần da bụng của các mẹ lúc này nó đang rất là kém đi độ đàn hồi, nó chảy xệ một cách thực sự là mình cảm thấy khi mà đứng trước gương thì sẽ cảm thấy không hề tự tin. Và trước đây khi mà mới sinh em bé khoai lang xong thì Ngọc Anh cũng rơi vào trạng thái này, tức là khi mà mình sinh xong thì mình đứng trước gương và vén cái bụng của mình lên thì mình thấy có một đống những cái phần da trùng và thực sự là mình cảm thấy rất là thiếu tự tin về điều này. Và chính vì thế nên là ngày hôm nay Ngọc Anh sẽ bật mí cho các mẹ một bài tập để giúp cho các mẹ cải thiện lại cái vùng da bụng này. Các mẹ hiểu rằng cái phần da bụng của chúng ta nó là một cái lớp da, khi mà chúng ta mang thai một em bé lớn như thế này thì cái phần da bụng của các mẹ nó sẽ bị căng giãn hết cỡ ra theo cái kích thước của em bé bên trong. Và chính vì thế nên là cái da của chúng ta sau khi mà chúng ta sinh xong thì em bé được đưa ra ngoài rồi thì cái vùng kích thước của bụng của chúng ta nhỏ lại, thì lúc này cái phần da bụng của các mẹ nó sẽ chưa thể kịp đàn hồi và từ đó nó sẽ để lại một cái lớp da trùng nhăn và rất là dão chảy xệ ở phía trước bụng của mình. Thì khi này các mẹ sẽ gia tăng tập luyện những bài tập đàn hồi. Những cái bài tập này đó chính là cái sự vận động của lớp da. Các mẹ sẽ tập thể dục cho vùng da bụng của mình, một loạt những cái tổ hợp động tác căng da, căng trùng, kéo giãn thu lại. Đó là những cái động tác để giúp kích hoạt cho cái vùng da bụng của các mẹ nó tăng dần cái độ đàn hồi lên. Nên ngày hôm nay Ngọc Anh sẽ hướng dẫn các mẹ rất nhiều những cái động tác mà liên quan đến cái việc giúp cho cái vùng bụng của chúng ta căng trùng để nó kích hoạt lại, tăng dần tỷ lệ đàn hồi của cơ bụng nhé. Ok, bây giờ thì mẹ đã sẵn sàng để vào bài tập hôm nay với Ngọc Anh chưa nào? Xin mời các mẹ hãy ngồi trên thảm và chúng ta bắt đầu vào bài tập nha. Trước tiên chúng ta sẽ ngồi khoanh chân trên thảm của mình, thả lỏng toàn bộ vùng cơ mông của chúng ta ra. Hít sâu, các mẹ dang rộng hai cánh tay của mình, đẩy lồng ngực về phía trước. Nhớ là mẹ phải đẩy căng hết cỡ lồng ngực về phía trước luôn để giúp cho cái phần da bụng của chúng ta nó được kéo giãn. Rồi thở ra, từ từ chúng ta cuộn nhẹ lại, cuộn gù lưng và chạm hai tay về phía trước. Hít sâu, mở căng hết cỡ lồng ngực của chúng ta ra nào, đẩy căng hết cỡ. Rồi thở ra, chạm ngón tay vào nhau và cuộn gù lưng lại. Hít sâu, tiếp tục đẩy căng hết cỡ cánh tay của chúng ta. Thở ra, cuộn gù lưng lại. Hít sâu, một lần nữa, ưỡn ngực và đẩy căng. Thở ra, cuộn gù lưng. Rồi hai tay chúng ta sang ngang và hít sâu. Thở ra, đặt tay trái xuống thảm, tay phải áp sát đầu và mẹ nghiêng người sang bên trái. Nào, hãy nhấn vùng mông bên phải của mình xuống thảm để toàn bộ vùng lườn bên phải của chúng ta được kéo giãn. Cố gắng kéo căng hết cỡ vùng da ở bên lườn bên phải của mình ra nhé. 3 2 1 Hít sâu, nâng người lên, hai cánh tay của chúng ta sang ngang. Thở ra, nghiêng người sang bên phải, vươn tay trái và áp sát cánh tay vào đầu. Nhấn vùng mông bên trái của chúng ta xuống thảm và kéo giãn vùng lườn bên trái. Vươn căng cánh tay và ưỡn ngực lên giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Hít sâu, nâng người lên, hai cánh tay sang ngang. Chúng ta nghiêng sâu hơn nha. Từ từ thở ra, nghiêng người sang bên trái, nghiêng hạ, khuỷu tay trái xuống thảm. Lúc này vẫn vươn tay phải áp sát đầu và nhấn cho vùng mông bên phải của mình xuống thảm. Quay đầu nhìn lên trần và kéo giãn vùng lườn bên phải của chúng ta căng hơn một chút nữa nào. 5 4 3 2 1 Hít sâu và nâng người lên, hai cánh tay sang ngang. Thở ra, tiếp tục nghiêng người sang bên phải, hạ khuỷu tay phải xuống thảm. Vươn tay trái áp sát đầu và nhấn vùng hông bên trái xuống thảm. Kéo giãn vùng lườn trái của chúng ta ra nào. Giữ ở đây. 5 4 3 2
1, từ từ hít sâu và nâng người lên. Hạ tay xuống, thở ra. Tiếp tục xoay người về dọc thảm, các mẹ bước lùi hai chân về sau. Thực hiện tư thế con mèo, đầu gối của chúng ta mở rộng bằng hông và xòe căng hai lòng bàn tay của mình, cánh tay và bắp đùi vuông góc với thảm. Hít sâu, từ từ trùng khuỷu tay xuống và hạ cằm chạm ngực xuống thảm, ưỡn ngực lên. Chúng ta đẩy cong hết cỡ phần mông lên, kéo giãn toàn bộ vùng bụng của mình nha, ưỡn ngực và giữ ở đây. Tì ngực của mình xuống thảm, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ trượt dài người và nằm sấp. Tư thế con rắn, hai tay vẫn áp sát ngang với phần lườn của mình, duỗi mũi bàn chân ra, hít sâu, nâng toàn bộ vai của mình lên. Thở ra, các mẹ trùng nhẹ khuỷu tay xuống. Lưu ý, một số mẹ, đặc biệt là những mẹ sinh mổ, sau khi sinh mổ xong thì chúng ta bị gặp vấn đề và thắt lưng rất là nhiều và mẹ sẽ bị đau nhiều vào vùng thắt lưng. Chính vì thế nên là ở tư thế con rắn này, mẹ hãy lân tay ra xa về phía trước một chút xíu và tì phần bụng của mình xuống thảm giống như thế này. Hoặc chúng ta có thể hạ khuỷu tay xuống để động tác này được nhẹ nhàng hơn. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ hít sâu, chúng ta nâng hông lên, trở về tư thế chó duỗi mình, đẩy cao đỉnh mông lên trần và nhấn toàn bộ gót chân xuống thảm, cúi đầu xuống và nhìn theo chân của mình. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ mẹ hạ gối xuống, duỗi mũi bàn chân, nâng thân lên tư thế con lạc đà. Giữ cho bắp đùi của mình vuông góc với thảm và đầu gối mở rộng bằng hông. Hít sâu, từ từ đưa hai tay về sau và chống chắc tay vào vùng thắt lưng, ưỡn ngực lên và kẹp chặt khuỷu tay vào nhau. Thở ra đẩy hông về phía trước, hơi đẩy lồng ngực lên và ngửa cổ nhìn lên trần. Giữ ở đây. Ai làm tốt hơn thì mẹ có thể ngả người sâu hơn một chút nữa. Cố gắng giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào, nâng người lên. Thở ra, cúi đầu xuống, chạm tay xuống thảm và cuộn gù lưng lại. Massage lại vòng cuộc sống của mình. Tiếp tục nâng người lên. Lúc này chúng ta dựng bàn chân lên, dựng hai bàn chân lên. Hít sâu, tay trái đặt đùi sau, tay phải áp sát đầu. Chúng ta vặn mình sang bên trái, từ từ thở ra, trượt dần cánh tay trái xuống tùy theo độ dẻo của mình. Mẹ có thể đặt tay vào đùi hoặc trượt dần ra bắp chân, rồi tới cổ chân hoặc gót chân tùy theo độ dẻo. Quay đầu nhìn theo bàn tay trái của mình và vươn tay phải áp sát đầu, giữ ở đây. 5, động tác này đang kéo giãn hết toàn bộ phần lườn và bụng dưới của mình nha. 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào và nâng người lên, vươn cả hai tay lên trần. Chúng ta đổi bên, thở ra nào. Đặt tay phải vào mặt đùi sau của chân phải, vặn mình sang bên phải và hít sâu. Thở ra, từ từ trượt cánh tay phải xuống, tới được cổ chân thì chúng ta giữ. Không tới thì các mẹ đặt tay vào ống đồng hoặc bắp đùi nha. Vươn căng cánh tay và nhớ là quay đầu nhìn theo tay phải, giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi hít sâu và nâng người lên. Thở ra, chúng ta hạ mông xuống, đưa hai chân về phía trước và mẹ nằm ngửa. Tư thế cây cầu, co cả hai chân lại. Gót chân tiến gần về phía mông của mình, hai bàn chân của chúng ta song song và mở rộng bằng hông. Duỗi cánh tay xuống dưới cho hai cánh tay xuôi thẳng dọc theo thân của mình. Hít sâu, từ từ nâng hông lên, cố gắng hãy đẩy cao hết cỡ phần mông của mình lên trần. Động tác này giúp kích hoạt cho mẹ vùng cơ mông,
cơ đùi và siết được rất nhiều vùng cơ bụng dưới của mình nha. Đẩy cao mông lên để giúp cho phần cơ của các mẹ được kích hoạt sâu nhất. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ chúng ta hạ xuống. Co hai chân lại, ôm gối, kéo sát bắp đùi gần vào phía bụng của mình. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi chúng ta hạ chân xuống một lần nữa. Nếu như các mẹ, tùy theo thể lực của các mẹ có thể dừng lại ở tư thế cây cầu, chúng ta sẽ lặp lại tư thế cây cầu như vừa rồi. Nhưng nếu như các mẹ làm tốt hơn, với những mẹ nào có kỹ năng vận động tốt hơn, chúng ta có thể chuyển sang tư thế bánh xe. Chống tay về phía sau, xoay các đầu ngón tay của mình hướng về phía vai và để sâu tay dưới phần vai của mình. Rồi hít sâu, vẫn đẩy hông lên giống như tư thế cây cầu. Tiếp tục hít một hơi một lần nữa nào. Hít sâu. Rồi nâng đầu và nâng vai của mình lên, duỗi thẳng cánh tay và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ chúng ta chùm tay và hạ thân xuống. Lại co cả hai gối và kéo sát bắp đùi gần vào bụng, lắc lư sang hai bên. Với động tác bánh xe vừa rồi thì Ngọc Anh khuyến khích các mẹ là với những mẹ nào mà chưa thực hiện được tư thế đó thì để an toàn cho các mẹ có thể mua về một quả bóng tập yoga. Quả bóng tập yoga lớn, kích thước rơi vào tầm 150-160cm. Thì khi mà mẹ làm tư thế đó, mẹ có thể nằm ngửa lên trên quả bóng đấy để thực hiện tư thế bánh xe. Nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều nha. Và nếu như mà các mẹ chưa biết cách làm thế nào để chọn lựa bóng hay là tập trên quả bóng như thế nào thì các mẹ cũng có thể comment xuống dưới cái video này để Ngọc Anh có thể chia sẻ và bật mí cho các mẹ nhé. Ok, và bây giờ thì hãy lật nghiêng người sang bên phải. Từ từ nâng người ngồi dậy. Vừa rồi thì Ngọc Anh đã chia sẻ cho các mẹ một bài tập ngắn để giúp cho các mẹ tái tạo lại vùng da bụng của mình sau khi sinh xong. Thì bài tập này sẽ phù hợp cho những mẹ mới sinh xong tầm 1 tháng đổ ra với những mẹ mà đang sinh thường nha. Sinh thường thì sau 1 tháng đổ ra là các mẹ có thể tập bài tập này được rồi. Còn với những mẹ mà sinh mổ thì các mẹ cần giữ cho Ngọc Anh tối thiểu là 1 tháng rưỡi. Đấy là tối thiểu là 1 tháng rưỡi với tư thế cuối cùng là tư thế cây cầu. Còn đến tư thế bánh xe cuối cùng ý, thì các mẹ sẽ để hẳn đến sau 2 tháng các mẹ mới tập nha. Và với cái bài tập này thì Ngọc Anh hy vọng rằng nó sẽ giúp cho các mẹ có những cái giây phút thư giãn và thoải mái và giúp cho cái vùng da bụng của các mẹ nhanh chóng khôi phục lại một cái làn da căng bóng và đẹp như thời con gái nha. Và Ngọc Anh hiểu rằng trong hành trình làm mẹ của chúng ta thì các mẹ sẽ có rất là nhiều những bối rối, lo toan bởi vì chúng ta không biết chúng ta cần phải ăn gì hay là chúng ta cần phải tập luyện như thế nào để giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe tốt mà vẫn đảm bảo chất lượng nuôi dưỡng em bé của mình. Và đôi khi những tâm tư tình cảm của các mẹ thì thực sự không có ai hiểu được. Và Ngọc Anh thì hiểu được cái tâm lý này của các mẹ vì mình cũng đã từng là một bà mẹ. Và Ngọc Anh hiểu được điều này và Ngọc Anh rất là mong muốn được lắng nghe những tâm sự của các mẹ, những vấn đề của các mẹ để Ngọc Anh có thể giúp đỡ cho các mẹ giải quyết những vấn đề này. Hoặc đôi khi cũng chỉ là để trò chuyện như những bà mẹ bỉm sữa thôi. Và nếu như các mẹ cũng đang cần tìm một ai đó để trò chuyện thì hãy kết nối với Ngọc Anh sau cái video này nhé. Và Ngọc Anh rất hy vọng sẽ được gặp các mẹ và tiếp tục được giao lưu với các mẹ lâu dài. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bài tập sau.